bạn có tin vui trong tình yêu vũ trụ đã an bài sau đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng tình yêu đang đến với cuộc sống của bạn điều thứ nhất bạn đã sẵn sàng đối mặt với quá khứ một trong những dấu hiệu đầu tiên mà vũ trụ gửi đến bạn để cho bạn thấy rằng tình yêu đang trên đường đến đó chính là bạn sẵn sàng đối mặt với quá khứ nếu bạn đã bắt đầu giải quyết tất cả các vấn đề mà trước đây bạn không thể vượt qua, điều đó có nghĩa là bạn đã bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn và chuẩn bị chỗ cho một người mới bước vào cuộc đời bạn. Bằng cách dọn dẹp tất cả những thứ đang cản đường bạn, bạn sẽ nhận thấy rằng mình cảm thấy tốt hơn và bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Đối mặt với quá khứ, bạn sẽ hiểu điều gì thuộc về cuộc đời mình và ai nên ở lại điều này sẽ cho bạn ý tưởng về loài mối quan hệ mà bạn muốn có và đó có thể là cách mà vũ trụ đang chuẩn bị cho bạn cho tình yêu mà bạn sẽ nhận được điều thứ hai bạn cảm thấy vui vẻ một khi bạn thực hiện công việc thừa nhận quá khứ và đặt nó vào đúng vị trí của nó bạn cũng sẽ thoát khỏi mọi cảm xúc nặng nề đang ngăn cản bạn cảm thấy hạnh phúc cảm giác vui vẻ là một trong những điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy và nó sẽ cho bạn cơ hội giao tiếp với người khác hiệu quả hơn bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể hiểu người khác nhiều hơn và bạn có lòng trắc ẩn lớn hơn đối với họ điều này sẽ góp phần nhận ra những gì bạn cần làm để tìm thấy tình yêu mà bạn hằng mơ ước hãy tận hưởng cảm giác này vì nó thật tuyệt vời và nó sẽ giúp bạn trân trọng cuộc sống của mình hơn không có gì tốt hơn là thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy may mắn vì bạn còn sống điều thứ ba bạn đã kết thúc các mối quan hệ trong quá khứ của mình nếu bạn đã từng dính líu đến một ai đó trong quá khứ mà bạn không thể vượt qua được và ngày nay bạn cảm thấy rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do chính đáng nào đó thì bạn đang trên con đường tốt nhất để hướng tới một cuộc sống viên mãn hơn đôi khi định mệnh có một số kế hoạch khác dành cho chúng ta mà chúng ta không thể hiểu ngay được nhưng sau một thời gian chúng ta có thể nhận thấy lý do tại sao điều gì đó lại xảy ra như vậy bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đang trở nên cởi mở hơn với những người mới bước vào cuộc sống của bạn hãy để những mối quan hệ đó ở trong quá khứ hãy biết rằng giai đoạn này là một dấu hiệu từ vũ trụ sẽ có điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến điều thứ tư một người mới đang bước vào giấc mơ của bạn giấc mơ có thể là một cách tuyệt vời để vũ trụ gửi cho chúng ta thông điệp nếu bạn nhận thấy bạn liên tục mơ về cùng một người mà bạn chưa biết điều đó có nghĩa là bạn sẽ sớm gặp người đó trong một số trường hợp người mà chúng ta bắt đầu mơ có thể tượng trưng cho tình yêu và những thay đổi sắp đến trong cuộc sống của chúng ta. Hãy suy nghĩ về tất cả các chi tiết để bạn có thể tăng cơ hội nhận ra tình yêu khi nó đến. Đừng quên rằng những giấc mơ có thể ẩn chứa một số ý nghĩa sâu xa hơn. Và điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ gặp chính xác người mà bạn đang mơ. Người đó có thể đại diện cho những giá trị thực sự của bạn và những đức tính mà bạn đánh giá cao ở người bạn yêu. Bạn có thể viết nhật ký trong đó bạn sẽ viết ra từng giấc mơ và chỉ cần phân tích mọi khía cạnh để có được sự rõ ràng về ý nghĩa của những giấc mơ của bạn. Điều thứ năm, đôi khi chúng ta có thể nhận thấy rằng mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm chúng nên xảy ra. Đây là cách mà vũ trụ sử dụng để cho chúng ta thấy rằng mọi thứ đang bắt đầu quay trở lại vị trí của chúng. Khi bạn nhìn thấy điều này trong cuộc sống của mình, bạn có thể mong đợi một người mới bước vào cuộc đời mình hoặc bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đang nhìn một người mà bạn đã biết theo một cách hoàn toàn mới hãy nhớ rằng điều này không xảy ra thường xuyên vì vậy hãy tận dụng những sự kiện vui vẻ sắp đến trong cuộc sống của bạn điều thứ sáu bạn cảm thấy thoải mái khi ở một mình chúng ta cảm thấy không an toàn và có xu hướng chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác chỉ để tránh cảm giác cô đơn tuy nhiên đôi khi chúng ta nhận thấy rằng sau khi chúng ta làm tất cả những điều cần thiết để sửa chữa thiệt hại do nhầm người mà chúng ta tin tưởng gây ra chúng ta bắt đầu tận hưởng thời gian ở một mình nếu bạn nhận thấy rằng bạn không gặp vấn đề gì khi ở một mình khi không có ai bên cạnh thì đây là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy rằng mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu đi đúng hướng không ai có thể bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp mà không có quan hệ tốt với tính cách của chính họ trong trường hợp có bất cứ điều gì làm phiền bạn giải quyết nó chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình đó là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho một mối quan hệ thành công đây là lý do tại sao chúng ta nên nỗ lực theo hướng này để trở thành người tốt nhất có thể và cảm thấy dễ chịu ngay cả khi không có ai xung quanh cư xử như người bạn đời hoàn hảo của chúng ta sẽ làm và thực hiện mong muốn của chính chúng ta là một bước xa hơn để hình dung những gì chúng ta mong đợi từ tình yêu của đời mình sẽ làm. Nó chắc chắn có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Và đây là cách chúng ta được vũ trụ chuẩn bị để hoàn toàn sẵn sàng cho thời điểm người bạn tri kỷ của chúng ta thực sự đến. Điều thứ bảy, những con số may mắn cứ xuất hiện lặp đi lặp lại xung quanh bạn. Đôi khi vũ trụ bắt đầu gửi cho chúng ta những gợi ý nhỏ mà chúng ta cần giải mã. Những con số may mắn sẽ liên tục xuất hiện xung quanh chúng ta. Hãy chú ý đến thời gian bạn nhìn thấy trên đồng hồ của mình. Và nếu nó hiển thị các dãy số giống nhau, chẳng hạn như là 11 giờ 11 phút hoặc là 12 giờ 12 phút thì chắc chắn nó có ý nghĩa sâu xa hơn. Mỗi con số bạn nhìn thấy sẽ cho bạn biết thêm về các bước bạn nên thực hiện để có thể đạt được tương lai mà bạn hằng mong muốn đừng xem nhẹ những dấu hiệu này vì chúng có thể là kim chỉ nam tuyệt vời cho bạn để cuối cùng bạn có thể có được tình yêu mà bạn đang tìm kiếm đó là một cách mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các kế hoạch mà vũ trụ dành cho chúng ta và chỉ cần chuẩn bị từ từ cho những gì sắp tới bên cạnh đó bạn có thể nhận thấy rằng bạn đã sẵn sàng cho sự thức tỉnh tâm linh và bạn có thể bắt đầu nhận được năng lượng từ người bạn tri kỷ của mình dấu hiệu cuối cùng mà bạn có thể nhận thấy tình yêu đang đến với mình là bạn sẽ cảm nhận được điều đó trong ruột gan mình, bất kể người khác hay hoàn cảnh nói gì. Trực giác là công cụ rất mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng để cảm nhận những thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Bạn chắc chắn sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp để gặp đúng người. Năng lượng sẽ thay đổi và bạn sẽ nhận ra tri kỷ của mình. Nó sẽ cảm thấy như bạn đã biết nhau từ lâu hãy tin vào trực giác của bạn và lắng nghe những gì linh tính mách bảo vì nó luôn đúng nó có thể là hệ thống điều hướng của bạn hướng tới đích đến thực sự tình yêu của cuộc đời bạn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại